chào quý khán giả đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021, chương trình thời sự sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị tổng kết thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Bộ Quốc phòng thăm và chúc Tết Bộ đội Biên phòng Lực lượng Vũ trang Tây Ninh và Sư đoàn Bộ binh 5. Tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá trong năm 2021. Chính thức tổ chức lễ hội văn hóa du lịch nghề làm bánh tráng phơi xương Trảng Bàng lần thứ 3. Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý khán giả, ngày 19 tháng 1 năm 2021, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với 63 điểm cầu trên cả nước, tổng kết chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013-2020. Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020. Quỹ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Tại Tây Ninh, ông Nguyễn Hữu Ngân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương những kết quả đạt được cũng như chỉ ra những tồn tại hạn chế vướng mắc trong 10 năm thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam. 7 năm triển khai đề án thí điểm tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi và 6 năm triển khai đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ công chức trẻ ở xã. Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt của 3 nội dung đề án và đã có 9 ý kiến phát biểu của các đại biểu tại hội nghị. Các ý kiến phát biểu chủ yếu về cơ bản tán thành với 3 nội dung báo cáo và tổng kết của Bộ Nội vụ trình bày. Đồng thời, ý kiến phát biểu cũng làm sâu sắc hơn kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện. Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ tiếp tục chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan trung ương thực hiện tốt việc tham mưu xây dựng và trình Chính phủ ban hành chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Bộ Nội vụ chủ trì và phối hợp bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cho giai đoạn tiếp theo việc tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ công chức trẻ ở xã, trong đó chú ý đối tượng công chức xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Kính thưa quý vị, sáng nay ngày 19 tháng 1, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và chúc Tết cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh. Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7. Trung tướng Võ Minh Lương chỉ đạo đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cần chủ động nắm tình hình từ xa, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát, siết chặt an ninh vùng biên, ngăn chặn triệt để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Việc tổ chức cho bộ đội vui xuân đón Tết phải đảm bảo chu đáo, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, Đại tá Nguyễn Tài Sơn, chính ủy, báo cáo khái quát với Thứ trưởng về tình hình an ninh biên giới và những kết quả nổi bật của đơn vị trong năm 2020. Trung tướng Võ Minh Lương yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiếp tục duy trì và động viên cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt dã chiến trên biên giới, phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát bổ sung lực lượng dân quân ở các xã, huyện, tuyến sau tăng cường lên tuyến đầu chống dịch, đồng thời nghiên cứu xây dựng các chốt kiểu mẫu phù hợp với điều kiện thời tiết và địa hình, đảm bảo nơi ăn nghỉ sinh hoạt cho các lực lượng khi tham gia phòng chống dịch trên biên giới. Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra và chúc Tết đối với lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh. Tại buổi tiếp, Đại tá Ngô Thành Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trong năm qua. Trung tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương những kết quả mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác quốc phòng địa phương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu mà nghị quyết các cấp đã xác định. Trong đó, nổi lên là công tác phối hợp giữa các lực lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo, bảo đảm an ninh chính trị, an ninh biên giới, phát triển kinh tế xã hội, phòng chống có hiệu quả dịch COVID-19. Tại Sư đoàn 5, sau khi nghe đại diện chỉ huy Sư đoàn 5 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và công tác chăm lo Tết cho cán bộ chiến sĩ, Trung tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương những kết quả mà Sư đoàn 5 đã đạt được trong thời gian qua. Trung tướng Võ Minh Lương chỉ đạo Sư đoàn 5 đảm nhận nhiệm vụ tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới,
phải chuẩn bị thật tốt mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chú trọng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Công tác đảm bảo an toàn giao thông và chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, tiếp tục khắc phục những khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đơn vị vững mạnh của toàn quân. Thưa quý vị, chiều ngày 19 tháng 1, Ban chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021, tổ chức họp báo cáo kết quả thực hiện năm 2020, triển khai nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện năm 2021. Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Năm 2020, Ban chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ theo quy chế, chương trình làm việc, nội dung sáng tạo, cách làm khoa học phù hợp và chặt chẽ theo hướng ngày càng sát với thực tế, hoạt động thực chất hơn. Từ sự chỉ đạo này đã tạo ra những đột phá cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2020. Nổi bật là thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra, trong đó thu nội địa tăng 12% so với cùng kỳ. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông có nhiều chuyển biến. Trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, tỉnh tập trung tái cơ cấu cây trồng vật nuôi, triển khai thực hiện 3 chính sách liên quan nông nghiệp, gồm chính sách hỗ trợ lãi vay, chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Về phát triển du lịch, tỉnh triển khai ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Tây Ninh, lập kế hoạch tổ chức thực hiện liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2020-2025 theo bản thỏa thuận liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ đã được ký kết trong năm. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo đề nghị các tổ công tác cần xác định nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá của tổ để tập trung triển khai thực hiện trong năm 2021. Trong đó, cần chú trọng những dự án giao thông có tính kết nối vùng, xác định lộ trình, nhiệm vụ của mỗi sở ngành địa phương để hoàn thành trong năm, cũng như xác định sự phấn đấu của dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài có thể triển khai trong năm 2021. Về lĩnh vực nông nghiệp, cần xác định nội dung cốt lõi trong tái cơ cấu để bắt tay thực hiện, phải tái cơ cấu cây trồng vật nuôi theo chuỗi giá trị khép kín, hướng tới hình thành vùng nông nghiệp. Về lĩnh vực du lịch, nên hướng tới tìm kiếm sự hợp tác để phát triển du lịch miền Đông, tiếp tục triển khai xây dựng khu du lịch núi Bà, xây dựng đề án du lịch thông minh, hình thành văn hóa du lịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cần có giải pháp nâng cao các chỉ số phản ánh kết quả cải cách hành chính của địa phương, đồng thời xác định lại điểm yếu và thiếu hiện nay của nguồn nhân lực để có kế hoạch chuẩn hóa, cập nhật kiến thức và đào tạo nâng cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo, đồng tình với những ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc và nhấn mạnh thời gian tới cần củng cố lại Ban chỉ đạo trên tinh thần xác định lại vai trò, huy động nguồn lực của cả hệ thống chính trị, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tập trung vào 4 đột phá mà Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh đã xác định, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của tỉnh, góp phần vào tăng trưởng, tạo sự lan tỏa cho các lĩnh vực khác. Ngày 19 tháng 1, Ban Dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021. Ông Lê Minh Thế, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thông qua dự thảo kế hoạch công tác dân vận, công tác kiểm tra giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề, bảng điểm thi đua công tác dân vận khối Ban Dân vận các huyện, thị ủy và thành ủy năm 2021. Năm 2021, Ban Dân vận tỉnh ủy sẽ tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, sơ kết 3 năm về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới, tổng kết 20 năm về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, tổng kết 10 năm thực hiện đề án nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Nhân dịp này có 54 tập thể và 40 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện năm dân vận khéo 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Sáng ngày 19 tháng 1, Hội Văn học Nghệ thuật Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020. Năm 2020, tuy phải đối phó với đại dịch Covid-19, nhưng văn nghệ sĩ Tây Ninh không ngừng lao động nghệ thuật sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị, xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Trong năm, tạp chí Văn nghệ Tây Ninh đã phát hành 5 số với 2.100 quyển, giới thiệu trên 230 tác phẩm nghệ thuật đến người đọc ở các loại hình văn, thơ, nhiếp ảnh, tranh vẽ. Tổ chức chương trình giới thiệu 8 tuyển tập mới với gần 300 tác phẩm thơ, văn
bài vọng cổ của hội viên, triển lãm 85 tranh ảnh nghệ thuật chủ đề Hương sắc Tây Ninh và 25 tranh nghệ thuật của hội viên chọn tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực miền Đông Nam Bộ. Đặc biệt, trong đề tài về phòng chống dịch COVID-19, Chi hội nhiếp ảnh có tác phẩm Buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ vì dịch COVID-19 của tác giả Quỳnh Thị Lệ Hằng đạt giải tại cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Tây Ninh năm 2020 và tác phẩm Đo thân nhiệt trước khi vào trường của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Thành Nhân đã đạt giải ba tại cuộc thi ảnh về phòng chống dịch COVID-19. Tổng kết công tác năm 2020, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 cho Hội văn học nghệ thuật Tây Ninh và tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam cho 9 cá nhân là cán bộ hội viên Hội văn học nghệ thuật Tây Ninh đã có thành tích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen cho 3 nghệ sĩ của tỉnh hội đã đạt được các giải thưởng văn học nghệ thuật cấp trung ương và cấp khu vực trong thời gian qua. Sau nhiều lần trì hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ hội văn hóa du lịch nghề làm bánh tráng Phơi Sương Trảng Bàng lần thứ 3 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 26 tháng 1 đến hết ngày 3 tháng 2 năm 2021. Đây là thông tin được ban tổ chức lễ hội đưa ra tại buổi họp báo sáng ngày 19 tháng 1. Ông Nguyễn Thành Tiễn, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh cho biết, lễ hội lần này sẽ do Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng trực tiếp làm đơn vị tổ chức, Công ty Cổ phần Truyền thông Dương Hậu tiếp tục là đơn vị sự kiện thực hiện. Lễ hội năm nay thu hút khoảng 200 gian hàng và được chia thành nhiều khu vực gồm khu triển lãm các đặc sản từ bánh tráng, khu trình diễn thực hành di sản và tái hiện các làng nghề bánh tráng, khu các gian hàng ẩm thực, khu trưng bày, giới thiệu, quảng bá về hình ảnh, đặc sản, các sản phẩm làng nghề truyền thống của các xã, phường trên địa bàn thị xã Trảng Bàng, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và của các công ty lữ hành, khu các gian hàng thương mại. Ngoài ra, trong các đêm diễn ra lễ hội còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sĩ có tên tuổi trên cả nước. Chương trình khai mạc lễ hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV11 của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Công tác chống dịch Covid của thị xã Trảng Bàng chúng tôi là luôn đặt lên hàng đầu. Về công tác chống dịch trong lễ hội thì chúng tôi sẽ thực hiện theo 5K. Khi vào trong lễ hội thì các cái cổng chúng tôi sẽ bố trí tất cả các cái phương tiện để chống dịch, khẩu trang rồi nước sát khuẩn, các cái nhắc nhở. Nói chung là lực lượng của tôi sẽ tập huấn cho phòng cái trung tâm y tế và phòng y tế phối hợp với công ty truyền thông Dương Hậu để tổ chức những cái tổ xung quanh các cái khu vực, cái cổng vào của cái lễ hội, cho nên là công tác chống dịch chúng tôi sẽ cố gắng làm một cách tốt nhất và thực hiện cái biện pháp 5K. Lễ hội văn hóa du lịch nghề làm bánh tráng Phơi Sương Trảng Bàng được tổ chức 2 năm một lần. Thông qua lễ hội nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia nghề làm bánh tráng Phơi Sương, tôn vinh các nghệ nhân đang thực hành, gìn giữ và phát huy các giá trị độc đáo nghề làm bánh tráng Phơi Sương, tạo điều kiện cho du khách trong và ngoài nước được trải nghiệm văn hóa ẩm thực của Tây Ninh, đặc biệt là món bánh tráng Phơi Sương Trảng Bàng. Ngày 19 tháng 1, nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Trần Vịnh đã trao tặng các phim về đề tài chiến tranh cho Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Ông Vũ Xuân Trường, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, trân trọng đón nhận các tác phẩm văn hóa của vị đạo diễn nổi tiếng này. Có tổng cộng 9 bộ phim về đề tài chiến tranh do nghệ sĩ ưu tú Trần Vịnh làm đạo diễn, trao tặng cho Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đợt này, gồm các phim Chỉ có một con đường, Đội thiếu niên du kích Đình Bảng, Giọt nước dòng sông, Bản hùng ca bên sông, Bên đường lá đỏ, Quế mùa mai đỏ, Về nơi gió cát, Đường tới mặt trời, Bến đò xưa lặng lẽ. Mỗi bộ phim có thời lượng từ 5 đến 25 tập, có phim dài chỉ 90 phút. Theo nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Trần Vịnh, đề tài chiến tranh là chuyện cổ tích có thật được ông tái hiện lại qua phim ảnh nghệ thuật nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về một thời đấu tranh anh dũng hào hùng của dân tộc Việt Nam. Những bộ phim về đề tài chiến tranh do nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Trần Vịnh trao tặng sẽ được phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh trong thời gian tới để phục vụ quý khán giả. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, sáng ngày 19 tháng 1, Sư đoàn Bộ binh 5 tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2021. Tham gia nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn Bộ binh 5 năm 2019 có gần 3.800 quân nhân. Với thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự 24 tháng, các chiến sĩ đã nhận thức sâu sắc nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ, có nhiều tiến bộ và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi mặt công tác.
các chiến sĩ đã được trang bị đầy đủ trình độ kỹ thuật, chiến thuật quân sự, chuyên môn nghiệp vụ và thể hiện được bản lĩnh chính trị. Bên cạnh đó, các chiến sĩ còn tích cực rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức lối sống, nhân cách người quân nhân cách mạng, tô đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ đổi mới. Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự, đã có nhiều chiến sĩ vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Sư đoàn Bộ binh 5 còn phối hợp với các địa phương trong việc bảo đảm phương tiện và cử cán bộ đưa các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ về tới Ban chỉ huy quân sự từng quận huyện của 8 tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu 7. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Tây Ninh tổ chức lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương. Năm nay, thành phố đón 182 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trong đó có 7 quân nhân là đảng viên. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Thành Đạt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố, biểu dương những thành tích các quân nhân đạt được trong thời gian tại ngũ, đã không ngừng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều chiến sĩ được tặng giấy khen, danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua. Dịp này, Thành đoàn Tây Ninh phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức tư vấn nhu cầu việc làm để các quân nhân lựa chọn công việc phù hợp sau xuất ngũ. Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hòa Thành tổ chức lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2021. Đợt này có 194 quân nhân là hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ tại ngũ trong thời gian 24 tháng được xuất ngũ, trong đó có 9 đảng viên. Trong thời gian phục vụ tại ngũ, các quân nhân được huấn luyện và trang bị đầy đủ các kiến thức về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật theo nội dung chương trình của Bộ Tổng tham mưu quy định. Tại Châu Thành, Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức lễ đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Trong đợt này, huyện Châu Thành đón nhận 180 quân nhân ở các đơn vị, gồm Sư đoàn Bộ binh 5 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Nhân dịp này, Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức cho quân nhân đăng ký quân nhân dự bị và cấp thẻ học nghề cho 180 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Tại Gò Dầu, Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức lễ đón tiếp các đồng chí hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về xây dựng quê hương. Đợt này, huyện Gò Dầu tiếp nhận 195 quân nhân phục vụ tại ngũ ở các đơn vị như Lữ đoàn Thông tin 23, Tiểu đoàn Cảnh vệ 180, Bộ Tham mưu quân khu 7 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh. Tại Trảng Bàng, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã tổ chức lễ đón 196 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2021. Qua 2 năm nhập ngũ, các quân nhân đã nỗ lực học tập rèn luyện, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và kỷ luật của quân đội. Ngay sau buổi lễ, 100% quân nhân xuất ngũ đã đăng ký vào ngạch dự bị động viên. Tại Tân Châu, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức lễ đón 144 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ về xây dựng quê hương. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đánh giá cao những thành tích mà các quân nhân đã đạt được trong thời gian tại ngũ, đồng thời mong muốn và tin tưởng rằng các quân nhân xuất ngũ trở về địa phương tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện và giữ vững phẩm chất đạo đức truyền thống của bộ đội Cụ Hồ. Được biết, trong đợt này có 100% quân nhân xuất ngũ đã đăng ký vào ngạch dự bị động viên. Tại Tân Biên, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Tân Biên đã tổ chức lễ đón tiếp 132 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương. Các quân nhân trở về địa phương đã đăng ký ngạch dự bị động viên, sẵn sàng chấp hành lệnh điều động huấn luyện và sẵn sàng tham gia chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Tại Bến Cầu, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã tổ chức lễ đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2021. Trong đợt này, Bến Cầu có 93 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Cũng trong dịp này, Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp với huyện đoàn tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho quân nhân trở về địa phương. Sáng ngày 19 tháng 1 năm 2021, Ngân hàng Agribank chi nhánh thị xã Hòa Thành tổ chức lễ trao 15 suất học bổng chắp cánh ước mơ năm học 2020-2021 tại trường Trung học cơ sở Trần Bình Trọng. Theo đó, có 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi được nhận học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng. Tổng số tiền trao tặng học bổng 15 triệu đồng do Ngân hàng Agribank chi nhánh Tây Ninh tài trợ. Với mong muốn hỗ trợ một phần kinh phí cho các em tiếp tục đến trường, hoạt động này cũng giúp các em có thêm động lực, quyết tâm vượt khó để thực hiện ước mơ của bản thân, trở thành người công dân tốt có ích cho xã hội mai sau. Được biết, trong năm 2020, Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Tây Ninh dành cho công tác an sinh xã hội vì cộng đồng với số tiền trên 1 tỷ đồng. Kính thưa quý vị khán giả, gần 20 năm qua,
người dân ấp Phước Hội, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu đã quen thuộc với hình ảnh của ông Võ Thành Long, trưởng ấp Phước Hội, năng nổ trong từng hoạt động. Với tâm huyết trách nhiệm của một bí thư chi bộ, kiêm trưởng ấp, ông luôn được người dân mến yêu quý trọng, và đó cũng là động lực để ông tiếp tục thực hiện công việc của mình để góp phần làm cho cơ sở ổn định và phát triển. Sau đây, kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Tố Tuấn về tấm gương điển hình này. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại khuôn viên văn phòng ấp Phước Hội, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu. Những bông hoa tươi tắn khoe sắc để chuẩn bị đón chào một mùa xuân mới đang đến rất gần, càng làm tăng thêm sức sống cho nơi đây. Và những cây hoa hay những tiểu cảnh nhỏ này đều do ông và người dân trong ấp bắt tay thực hiện. Những chậu hoa từ việc vận dụng các chai nhựa đã qua sử dụng. Một công mà đôi việc, vừa tái sử dụng chai nhựa, vừa làm đẹp thêm cho văn phòng ấp. Từ năm 2002 đến giờ, coi như tôi tham gia trưởng ấp tới bây giờ, thì tình hình hoạt động của đối địa phương cũng ổn. Nhưng mà ngay buổi ban đầu mới tham gia cũng rất bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ ngay vì mà mình từ xưa giờ mình không có dân thì đông, mà mình chưa nắm biết hộ nào sao hết nè. Đồng ý mình ở dân địa phương ở đây nhưng mà lo mình ăn không, đâu có quan tâm tới cô bác đâu. Cho nên tới đã tham gia vô rồi á, lúc đó tôi mới là tham gia rồi mới nắm biết bắt được hộ dân trên địa phương của mình. Ấp Phước Hội có 354 hộ với hơn 1.300 dân khẩu. Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp hoặc đi làm thuê. Với sự năng động làm việc hết mình của ông Lon, nhiều hộ dân được vay vốn từ ngân hàng để giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Năm 2020, trên địa bàn ấp không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn trung ương, còn 9 hộ cận nghèo, có khoảng 80% hộ khá giàu. Năm 2004, ông được kết nạp vào đảng, và đến đầu năm 2020, ông Lon đảm nhận một lúc hai nhiệm vụ, bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp Phước Hội. Đó, từ cái động lực đó tôi đã xác định được mình là một người đảng viên, cho nên thấy phục vụ cho nhân dân. Thì từ cái đó cho đến công việc thì nói chung hàng năm, lúc đó tôi làm trưởng ấp, thì hàng năm ấp đều đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa, cái nhất, cái thứ hai các chỉ tiêu trên giao cũng hoàn thành nhiệm vụ của trên giao. Trong cái quá trình hoạt động thì đồng chí rất là tích cực trên cái vai trò của mình, là thực hiện tất cả các cái chủ trương, các cái kế hoạch của xã thì ấp Phước Hội là luôn dẫn đầu, ấp của đồng chí Lon thì luôn dẫn đầu trong việc thực hiện các cái chỉ tiêu. Thì ngoài cái việc thực hiện các cái chỉ tiêu kế hoạch của xã đưa ra thì đồng chí Lon còn tích cực đó là giúp đỡ bà con nhân dân ở địa bàn của ấp Phước Hội. Thì làm việc chung, quá trình làm việc chung với đồng chí Bé Lon thì thấy đồng chí Bé Lon tất cả các cái trong cái ấp là rất nhiều là năng nổ, năng động, kể cả đèn đường, rồi vệ sinh tất cả con đường ấp, chỗ nào mà thấy lầy lội là đồng chí Bé Lon có ý kiến là để sửa chữa tất cả. Thì trong cái quá trình thấy cái nhiệt tình của Bé Lon thì rất là tốt, ai cũng thích và ai dân cũng thích Bé Lon. Cũng từ việc được bà con tín nhiệm, cho nên việc vận động người dân cùng nâng cấp các tuyến đường, trồng hoa, lắp đèn chiếu sáng trên 10 tuyến đường nội bộ ấp đều được người dân đồng tình thực hiện, giúp cho tình hình an ninh nông thôn ổn định. Ông có tấm lòng lo hết cho người dân, việc đói, việc no, việc nghèo, việc khó khăn. Đó, rồi lo hết mình với phục vụ cho dân. Thì cái đó điều đây tôi thấy ổng vậy là cũng tôi rất tốt. Người dân ấp Phước Hội bây giờ an tâm sản xuất lao động để phát triển kinh tế gia đình. Bởi bên cạnh họ luôn có người trưởng ấp tin cậy, là chỗ dựa mỗi khi gia đình gặp khó khăn, là người hòa giải mát tai khi có mâu thuẫn trong nội bộ láng giềng. Qua đó, cùng đồng lòng thống nhất xây dựng xóm ấp ngày càng phát triển. Quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay xin khép lại tại đây. Kính mời quý vị khán giả xem lại các chương trình thời sự trên website tayninhtv.vn, fanpage và kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Xin kính chào tạm biệt.